Trận cầu tâm điểm của vòng cuối La Liga mùa giải 2020-2021 sẽ diễn ra giữa Real Madrid và Villarreal. Cả hai đều đang rất cần điểm trong cuộc đua của mình, nhưng với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng chiến thắng sẽ thuộc về Real Madrid ở trận này. Soi kèo nhà cái châu Á Real Madrid gặp Villarreal tại vòng 38 La Liga. Thời gian diễn ra là 23 giờ, ngày 22 tháng 5 năm 2021 theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Alfredo Di Stefano. Real Madrid vẫn đang cạnh tranh rất quyết liệt để có thể bảo vệ thành công trước vô địch của mình ở mùa này. Với Villarreal, họ cũng rất nỗ lực nhằm có thể lọt vào nhóm các đội dự vòng bảng Europa League mùa sau. Nhận định bóng đá Real Madrid gặp Villarreal, phong độ của Real Madrid 5 trận gần nhất. Real Madrid đang thể hiện phong độ rất tốt thời gian qua khi hoàn toàn bất bại ở 5 trận đấu gần nhất, trong đó có tới 3 chiến thắng. Hiện tại họ vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi có được 81 điểm trong tay và vẫn còn kém ngôi đầu bảng khoảng cách là 2 điểm. Phong độ của Villarreal 5 trận gần nhất. Về phía đội khách Villarreal, phong độ của họ thời gian qua cũng là tương đối tốt khi phải nhận 2 thất bại và cũng có được 3 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Trên bảng xếp hạng, họ đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 khi có được 58 điểm trong tay và còn kém vị trí dự cúp châu Âu với khoảng cách là 1 điểm. Soi kèo tài xỉu bóng đá Real Madrid gặp Villarreal, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái ấn định cho hiệp 1 của trận đấu là 1,25. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 1,81 nếu ra tài và đặt xỉu ăn cược 1,94 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3,25. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 2,0 nếu ra tài và được ăn xỉu mức 1,84 nếu ra xỉu. Những cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Villarreal thường xuyên có rất nhiều bàn thắng được ghi khi ở 5 trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau thì có tới 4 trận về tài và chỉ 1 trận về xỉu. Cả Villarreal và Real Madrid gần đây đều có những chiến thắng ấn tượng, hàng công nổ súng khá đều đặn, tuy nhiên có thể thấy rằng hàng phòng ngự của họ đang chơi rất tốt ở 2 trận đấu gần nhất. Vì thế theo tôi trận này sẽ không có quá 2 bàn thắng được ghi, bởi vậy anh em nên chọn cửa xỉu để tăng cơ hội thắng cao hơn. Soi kèo nhà cái châu Âu, trên sân nhà của mình, Real Madrid đang chiếm ưu thế rất lớn khi tiếp đón Villarreal trong lịch sử. Khi ở 5 trận gặp nhau gần nhất tiếp đón đối thủ, Real Madrid đã có tới 3 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Tuy nhiên, Villarreal cũng có phong độ sân khách rất tốt thời gian qua khi có tới 4 trên 5 chiến thắng gần nhất mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Chính vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và có thể chỉ giải quyết bằng khoảnh khắc lóe sáng của một ngôi sao. Và về điều này thì Real Madrid lại đang vượt trội so với Villarreal. Tỷ lệ kèo nhà cái châu Âu ấn định trong trận này là 1,40, 6,35 và 4,85, các tỷ lệ trên tương kết quả thắng, thua và hòa của Real Madrid. Soi kèo nhà cái châu Á, ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1,25. Real Madrid nằm kèo trên và chấp Villarreal 1,25 trái. Đây là mức chấp cho thấy nhà cái đánh giá khá cao Real Madrid, nhất là khi họ cần quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch ở trong những vòng cuối. Villarreal không quá hay ở La Liga mùa giải này, nhưng họ đã tiến đến trận chung kết Europa League, vì thế khả năng cao tàu ngầm vàng sẽ giữ quân cho trận đấu quan trọng hơn. Vì thế lựa chọn của tôi sẽ là cửa trên Real Madrid và kèo xỉu. Dự đoán tỷ số trận đấu, Real Madrid thắng 2-0 Villarreal.